Ưu điểm của ngày hôm nay sẽ là một con hổ, nhưng không phải là hổ trắng xinh xắn trong vai nữ phụ, mà là một chiếc hổ cực kỳ mạnh mẽ và cũng trắng tinh Ngọc Trinh luôn. Xuất hiện như một con hổ bất trị, rồi được thuần hóa bởi thiếu chủ gia tộc Shiba, Thora Origami nổi bật với 4 chi dễ dàng đào sâu xuống lòng đất. Chiếc đĩa cho phép Thora phát động mũi khoan bằng các chi. Thần kiếm vũ trang Thora Shinkeno. Thực sự thì tôi hơi lo lắng cho cột sống của hợp thể lần này. Lần đầu được nhìn thấy cái thiết kế này, tôi cảm giác em nó kiểu như một vị thần ấy. Chẳng đâu xa đó chính là Enen trong One Piece. Và thực sự thì cá nhân tôi thấy hợp thể nó đẹp, sáng tạo. Còn về cách giáp thì anh em đánh giá nhé.